Chào các bạn, chúng ta giải vòng số 6 Willumbic của khối lớp 7. Bài thi đầu tiên. Chọn ô tăng dần. Rồi. Ở đây nó có rất nhiều bài lạ, nhưng mà nhìn chung, nếu em nào đã tham gia cái khóa học V71 của thầy rồi thì mấy bài này thì cũng nhẹ thôi, không có vấn đề gì đâu ha. Thì thầy cũng xin nhắc lại là thầy rất vui khi rất là nhiều em đã đăng ký học cái khóa học giải toán trên mạng của thầy dành cho 4 khối 6, 7, 8, 9. Trong đó khối 7 là thầy đã ra được xuất bản được cái khối là cái khóa là V1. Trong này nó nội dung của nó là nêu được những cái bí quyết thủ thuật rút ngắn thời gian thi Willumbic hiệu quả nhất, và nó có tác dụng xuyên suốt trong tất cả 19 vòng thi. Đó. Tức là không phải là giải lại những cái vòng thi đã qua đâu các em nhé. Mình học cái khóa này thì nó sẽ tận dụng cho tới cuối năm luôn ha. Đó là các em sẽ rất là có lợi, mà học phí thì cũng chả có bao nhiêu cả ha. Thì nếu các em hứng thú, thích tham gia thì nên tham gia. Và mọi hướng dẫn là thầy đã hướng dẫn rất kỹ ở trên mạng rồi ha. Các em cứ coi. Bây giờ ta vào giải. Ta dùng một cái tờ nháp như thường lệ để lưu lại kết quả, và chuẩn bị cái máy tính bỏ túi quen thuộc của chúng ta. Không có là chịu nổi đó các em. Thì sắp tới thi đại học là chúng ta cũng sẽ thi bằng toán, bằng trắc nghiệm hết. Thì ra là những kỹ thuật mà thầy đang dạy cho các em á, thì sau này các em sẽ phải cảm ơn thầy rất nhiều đó ha. Từ cấp 2 thầy đã dạy rồi. Tất nhiên là cơ sở toán học là mình cũng không có được bỏ qua nha. Các em bỏ qua là mình ngu dần đi luôn đó ha. Rồi. Bài Ô đầu tiên là mình tìm một thành phần trong tỷ lệ thức nè. Thì chúng ta thực hiện nhân chéo chia ngang thôi. X sẽ bằng trừ 2,8 nhân 4 rồi đem chia cho 3,5. Kết quả nó bằng -16/5 các em. Tức là đổi ra số thập phân đi. Đổi số thập phân. Em nhớ nút đổi ra số thập phân không? -2,8 nhân cho 4 rồi chia cho 3,5. Là bình thường nó sẽ ra là phân số của em nhé. Còn muốn đổi ra số phân, em bấm cái nút S tương đương D nè. Đó, nó sẽ đổi ra số phân cho các em. -3,2 nha. Rồi bài tiếp theo. Bài tiếp theo mà nếu em nào mà tham gia khóa học của thầy rồi á, thì các em thấy bài này rất là nhẹ nhàng ha. Bài này nó có cái mẫu ở trong luôn rồi. Có cái mẫu giải luôn rồi. Bài mẫu luôn. Rồi giờ thầy sẽ hướng dẫn nhanh các em bài này. Rồi. Như vậy là dùng kỹ thuật mà thầy đã dạy ở trong khóa V71 đó, thì các em sẽ chia ABC ra làm nhiều phần. Trong đó A sẽ chiếm 8 phần, B chiếm 12 phần, còn C chiếm 15 phần, và tất cả là bằng 21. Cộng lại giờ 8 cộng 12 cộng 15 là bằng 35. Vậy mỗi phần sẽ bằng 21 chia cho 35, tức là bằng 0,6. Một phần là bằng 0,6 ha. Trong đó B chiếm 12 phần. B chiếm 12 phần thì các em lấy 0,6 nhân cho 12. Vậy nó sẽ ra là 7,2. Ở ngoài kia người ta đang sửa chữa nhà cửa, nó hơi ồn xíu, các em thông cảm nha. Vậy dùng kỹ thuật V71, trong khóa học V71 thầy đã dạy các em làm bài này ra rất nhanh là bằng 7,2. Còn đối với toán học thì ta làm như thế nào thì thầy cũng trình bày luôn, chứ không thôi là các em thua chuột khả năng suy luận toán học. A trên 2 bằng B trên 3. Rồi người ta lại cho cái gì? B trên 4 thì bằng 5, C trên 5. Đó. Thì từ đây các em suy ra điều gì?
Giờ A trên 2 bằng B trên 3 thì các em nhân hai bên cho, các em nhân hai bên cho 1/4. Đúng không? Bên này các em cũng nhân với 1/4 này. Thì A phần 2 bằng B phần 3 thì hai cái này cùng nhân với 1/4 sẽ tạo ra hai kết quả bằng nhau các em nhé. Nó sẽ ra A trên 8. Còn bên phải nó sẽ ra là B trên 12. Đó. Đồng thời ở dưới cũng vậy. Đồng thời B phần 4 trên C phần 5 á, thì thầy sẽ nhân hai bên cho 1/3 các em. Nhân 1/3 thì cũng tạo thành hai kết quả mới bằng nhau. 1/3 nhân B phần 4 sẽ ra là B trên 10/12. Còn bên phải là ra C trên 10/15. Rồi giờ các em coi A trên 8 bằng B trên 12, rồi B trên 12 lại bằng C trên 15 nữa. Vậy ta bắt cầu ta suy ra là A trên 8 bằng B trên 12 và bằng luôn C trên 15. Điều này có nghĩa là A là 8 phần, B là 12 phần và C là 15 phần. Mỗi phần thì không biết bao nhiêu hết, thì gọi là X đi. Thì A là 8X, B là 12X và C là 15X đó. Và tổng của nó là bằng 21, đề cho nè. 8X cộng 12X và cộng 15X thì bằng 21. Rồi, từ đây các em giải bài toán này, các em sẽ suy ra X sẽ bằng à, 21 chia cho 35 được 0,6 em nhé. 35x thì bằng 21. Từ đây ta suy ra x sẽ bằng 0,6. Như vậy một phần là bằng 0,6, trong đó b là chiếm 12 phần. Đây này, A trên 8 bằng B trên 12 bằng C trên 15 thì bằng x đó mà. Vậy B sẽ bằng 0,6 nhân cho 10/12 và bằng 7,2 đó nha. Tham gia khóa học V71 các em sẽ hiểu rõ hơn nữa ha. Còn đây thầy giảng vậy đó, không có thời gian giảng nhiều. Bài này cũng là một biến tướng của bài đó thôi. Y như vậy luôn. A là 3 phần, B là 5 phần, cộng lại là 8 phần. 8 phần bằng -4. Vậy suy ra một phần á là bằng -0,5. À xin lỗi, 0,2. À 0,5 nhé. -4 tính là -1/2 là 0,5. Người ta bắt tìm A. Phải không? A thì chiếm mấy phần? A chiếm 3 phần. 3 nhân x tức là 3 nhân cho -0,5 là bằng -1,5. A là -1,5. Rồi tới câu tiếp theo. Trong khóa học V71 của thầy cũng đã đề cập tới cái loại toán này nhiều rồi ha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nhanh. Còn nếu mà các em đã tham gia khóa học V71 rồi á thì đảm bảo các em sẽ trả lời được ngay là x bằng 2,5. Còn giờ tại sao thì thầy hướng dẫn cơ sở luôn, cơ sở toán học luôn. Tội mấy em không có tham gia học cũng phải biết một chút. Trừ giá trị tuyệt đối của x trừ 2,5 cộng trừ cho giá trị tuyệt đối của y cộng cho 2,6 bằng 0 thì thầy lấy dấu trừ ra dùng chung đi ha. Lấy dấu trừ ra dùng chung đi. Thì nó sẽ bằng hai cái trị tuyệt đối này cộng nhau nè, đặt dấu ngoặc á mà, thì trước ngoặc là dấu trừ thì bên trong phải đổi không đó. Từ đây các em suy ra cái gì? Suy ra cái này sẽ bằng 0. Trừ của cái đó bằng 0 thì bản thân nó phải bằng 0 chứ sao. Bỏ dấu ngoặc đơn đi.
học khỏi giống hoạt động được. Bây giờ các em để ý là kết quả tính giá trị tuyệt đối thì luôn luôn lớn hoặc bằng không, tức là không thể âm được đâu. Kết quả tính giá trị đối với này cũng luôn luôn lớn hoặc bằng không, rồi hai cái lớn hoặc bằng không cộng lại mà đòi bằng không. Vậy từng cái giá trị tuyệt đối này phải bằng không các em nhé. Vậy là các em sẽ suy ra là giá trị tuyệt đối của x trừ 2,5 là phải bằng không, mà giá trị tuyệt đối của y cộng 2,6 cũng phải bằng không. Rồi muốn giá trị tuyệt đối bằng không thì cái số trong giá trị tuyệt đối phải bằng không. Như vậy là x trừ 2,5 phải bằng không, tức là x sẽ bằng 2,5. Rồi y cộng 2,6 phải bằng không, tức là y sẽ bằng trừ 2,6. Người ta hỏi x thôi thì mình trả lời 2,5 thôi, lỡ người ta hỏi y thì mình trả lời trừ 2,6 nữa ha. Tiếp tục bài hôm nay. Rồi ta dùng kỹ thuật tìm x, tìm y, tìm z ở trong khóa học V71 để mình tìm ha. 3 chia cho 2/5 thì bằng trừ 3/4 này, chia cho mở ngoặc 2/15 alpha x không? Rồi ta ứng chức năng tìm x trên máy, đợi một xíu. Rồi nếu máy tính lâu quá thì tranh thủ thầy hướng dẫn bằng cơ sở toán học luôn. Rồi các em theo dõi 2/15 x thì nó là số hạng ngoài không? A chia B bằng C chia D, các em biết rồi. Giờ 2/15 x là đang nằm ở số hạng D, D là số hạng ngoài, thì bằng tích hai số hạng trong, tức là bằng B nhân C, tích hai trung tỷ chia cho ngoại tỷ còn lại ha. Vậy nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là 2/5 nhân trừ 3/4, 2/5 nhân cho trừ 3/4, rồi tất cả đem chia cho 3. Mà D chính là gì? D chính là 2/15 đó, 2/15 x đó. Để em tính cái này ra coi. Tính này ra. Vậy là ta sẽ có là 2/15 x. À, máy tính nó ra lâu rồi các em nhé. Trừ 0,35 nhé. Còn bây giờ là mình tính cái đám bên này. 2/5 nhân cho trừ 3/4 chia cho 3 là được -1/10. -1/10. Như vậy từ đây mình suy ra x sẽ bằng gì? -1/10 chia cho 2/5. Kết quả là -0,25, đúng luôn. Làm lại nha. 2/5 nhân -3/4 chia cho 3 rồi lại chia cho 2/15. Vậy đúng kết quả máy tính luôn các em. -0,75, xin lỗi các em nha, -0,75. Vậy chỗ này sai chỗ nào vậy? -1/10 -1/10 chia cho 2/15, đúng luôn, -0,75. Rồi vậy ta nhập vô đây -0,75. Tiếp tục bài này. Bài này giống y bài trên này, a/2 bằng b/3 là đúng luôn nè. Rồi b/4 bằng c/5 là đúng luôn nè. Vậy ta trở lại cái bài hồi nãy ha, trở lại bài đầu tiên này đó. Vậy nó sẽ là a/8 bằng b/12 bằng c/15. Thì ba cái này bằng nhau thì bằng bao nhiêu thầy không biết, thầy gọi là bằng x đi, tức là 1/2 đó. Vậy a chia 8 thì bằng x, vậy a sẽ bằng 8x, b bằng 12x, còn c bằng 15x. A là 8/2, b là 12/2 và c là 15/2 các em nhé. Rồi a cộng b trừ c, vậy chỗ này thì sửa lại trừ c
21 thầy sửa thành 3. 8 cộng 12 là 16, 16 trừ 15. 16 trừ 15 là còn 1 ít thôi. Vậy 1 phần là bằng 3. 1 phần bằng 3. Bây giờ mình tính A cộng B cộng C. A cộng B cộng C thì nó sẽ bằng là tất cả là 35 phần. 35 phần tức là 35 ít đó. Tức là em lấy 35 nhân cho 0,6. 35 35 nhân 0,6 là bằng 21 em nhé. Cái này ra 21 này. Rồi, tiếp tục. Rồi, bài này ta dùng kỹ thuật tìm x trong khóa học V71 ta tìm cho nó nhanh. Nó hơi đầu mà. Hồi thầy hướng dẫn các em cơ sở toán học luôn. 2x cộng 2 3x trừ cho 15. Rồi 3x trừ cho 6. 2x trừ 6. Rồi bằng 11 em. Ra rất nhanh không? Bằng 11. Còn cơ sở toán học của nó là gì? Thì nếu bài này giải bằng toán, thầy sẽ giải như sau. Chứ cũng không có phải để các em lo lắng nào. Nhớ, các em muốn tham gia khóa học thì các em vô trang web Bùi Nguyên Luận các em nhé. Đây nè, Bùi Nguyên Luận WordPress.com ha. Hoặc là các em vô Google, các em gõ Bùi Nguyên Luận ha, là nó sẽ ra thôi. Bùi Nguyên Luận là nó ra ngay trang đầu tiên các em. Đó, vô đây là các em sẽ nghiên cứu tất cả những cái thông tin về các cái khóa học trên đó. Rồi, bây giờ ta trở lại bài toán. Ồ, còn có 3 phút ba cái em ơi. Chết rồi, nãy giờ không để ý. Rồi, ta giải tiếp nha. Cái bài ở dưới, giá trị y, vậy y sẽ bằng trừ 2,6. Trừ 2,6. Rồi, bài này trong khóa học V71 của thầy hướng dẫn rất kỹ ha. Giá trị lớn nhất của nó sẽ bằng 2,2. Và cuối cùng là kem bấm máy thôi. Bên này bấm máy đi cho nó khỏe nè. 2/7 đừng có rối. Cộng cho 2/9. Cộng cho 5/3. Rồi. Trừ kết quả đó. Rồi trừ tiếp cho 5/7. Trừ tiếp cho 16/9. Kết quả là -4,6 nha. -4,6666 ha. Rồi giờ mình chọn đáp án. Tăng dần. Nhỏ nhất là -4,6 nè. Ha. Rồi sau đó sẽ tới gì? Sau đó sẽ tới -3,2. Đây. Sau đó sẽ tới -2,6. -2,6 là cái này. Tiếp tục là tới -1,5. Đây chứ. Tiếp tục sẽ tới -0,75. Đây. Tiếp tục là tới 2,2 cuối cùng. Rồi tới 2,5. Rồi tới 7,2. Mười một và 20, 21. Ở đây không có thời gian, nãy giờ ham giảng quá. Đúng là thầy giảng các em cái bài giá trị lớn nhất ha. Nhưng thôi, cái đó ở trong khóa học V71 cũng có, nếu em nào mà muốn học thì các em nha. Rồi bây giờ ta qua vòng thi tiếp theo. Bài thi tiếp theo là cốc vàng thầy ba. Ồ, như vậy khóa học vừa rồi là đem lại rất nhiều lợi ích cho các em đúng không? X sẽ bằng 2,2. Đây, hôm nãy thầy giảng kỹ rồi, không giảng nữa.
Từ tỷ lệ thức này suy ra tỷ lệ thức nào dưới đây là đúng? A cộng B. Ở trên cộng thì dưới cũng phải cộng, các em nhớ điều đó. Ở trên trừ thì dưới cũng phải trừ. Đây là không được rồi. Đây cũng... À đây thì phải suy nghĩ. Cái này là chưa có đổi vị trí trung tỷ ngoại tỷ, nhưng mà là dấu là chéo nhau là sai nè. Vậy cái nào sau đây là đúng? Phân số A trên B, xin lỗi, A trên C bằng B trên D. Thì nó theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau là nó bằng luôn A cộng B trên C cộng D. Và nó bằng luôn là A trừ B trên C trừ D. Đó. Giờ trích cái này ra, lấy hai cái này ra. Vì suy ra đổi chỗ, đổi chỗ hai trung tỷ ha. Vậy là thành A trừ B, thành A trừ B này. Còn ở trên này sẽ thành C cộng D này. C cộng D ha. Vậy cái nào đúng? Cái này đúng rồi. A cộng B trên A trừ B sẽ bằng C cộng D trên C trừ D. Cái này đúng thì chọn luôn đi ha, đỡ mất công. Tiếp tục. Trong khóa học của thầy, cái này là loại toán dễ, chuyện nhỏ ha. A là 3 phần. A là 3 phần. A nó sẽ bằng 3 phần. Tức là 3 x đi. Còn B là 7 phần. B sẽ bằng 7 x đi. Mà cộng lại bằng 7. Như vậy là 3x cộng 7x thì bằng 7. Từ đây các em suy ra là 10x bằng 7. Suy ra tiếp, x sẽ bằng 0,7. X bằng 0,7 rồi thì 5a trừ 3b sẽ bằng 5. Nhân 3x trừ cho 3 nhân 7x. Đó. Vậy nó sẽ bằng 15. 15x trừ cho 21x. Mà 15 mà có 15 thôi mà trừ cho 21 thì phải nợ. Nợ 6x. Các em dùng tính chất phân phối ha. Lấy x ra dùng chung ở trong, còn 15 trừ 21 là bằng âm 6. Thì nó sẽ bằng tiếp là âm 6 nhân cho 0,7 thì nó bằng âm 4,2. Vậy thôi. Đây đáp án này kìa. Ở ngoài ồn quá ha. Thôi thông cảm nha. Ở nhà bên cạnh người ta đang sửa nhà kìa. Rồi tiếp tục. Bài này chúng ta giải như thế nào đây? Bài này khó à. Nếu mà các em học khóa học V71 rồi thì chụp cái máy tính là các em làm ra cái rẹt thôi ha. Để coi máy tính nó ra bao nhiêu. Bằng 5 kìa. X bằng 5. 5. Nhưng mà tại sao bằng 5? Thì thầy hướng dẫn luôn. Cho x lớn hơn 0. X lớn hơn 0. Ồ, bài này khó không dễ đâu. Học sinh lớp 7 mà làm bài này thì hơi khó nha. Đa số các em sẽ lấy cái này thế lụi lên trên đúng không? Mà dạy thì nó không có được, không ổn tí nào hết. Bây giờ làm sao cho lớp
Lớp 7 hiểu đây. Trường hợp 1, giờ thầy cho x lớn hơn 3 đi. Nếu như x lớn hơn 3 ha, thì suy ra là 2 nhân x sẽ phải lớn hơn 2 nhân 3, tức là lớn hơn 6. Thì bên trái, bên trái lớn hơn bên phải, thì bên trái nhân đôi cũng lớn hơn bên phải thôi. Mà 2x lớn hơn 6 thì 2x trừ 6 sẽ phải lớn hơn 0 nè. Đúng chưa các em? Mà 2x trừ 6 là một số lớn hơn 0 á, thì khi các em tính giá trị tuyệt đối của nó thì nó sẽ bằng chính nó. Cái này học trên lớp rồi nha. Đó. Rồi x lớn hơn 3, x lớn hơn 3 thì đồng thời á là x cũng sẽ lớn hơn hơn 1. X lớn hơn 3 thì các em cũng suy ra là x trừ 1 sẽ lớn hơn 0. Tại vì x lớn hơn 3 rồi thì nó trừ 1 thì rất là lớn hơn 0 chứ làm sao nữa. Từ đây suy ra là đây, x lớn hơn 3 thì suy ra x lớn hơn 1 đó mà. Và x lớn hơn 1 thì suy ra x trừ 1 lớn hơn 0. Từ đây suy ra giá trị tuyệt đối của x trừ 1 sẽ bằng x trừ 1 luôn. Vậy cái đề toán lúc đó nó trở thành là x trừ 1 cộng 2x trừ đó 6 thì bằng 8. Từ đây các em sẽ có là 3x, 3x sẽ bằng 17. À xin lỗi, 15 nhé. Từ đây suy ra là x bằng 5. Và tương tự các em xét trường hợp 2 là x nhỏ hơn 3. Không? Trường hợp 2 này. Trường hợp 2 là 1 thì nhỏ hơn x, nhỏ hơn 3. Và trường hợp 3 nữa là xong. Là các em xét trường hợp mà x nhỏ hơn 1. Thì hai trường hợp này là đều không có tìm được x dương hết. Không có tìm được số x dương nào. Ở đây không có thời gian các em nha. Thì nếu các em muốn hiểu kỹ hơn nữa thì các em vô nghiên cứu, đăng ký cái khóa học V71 nếu thích ha. Còn không thích thì cũng thể nào mà gượng ép được, tùy các em thôi. Ở đây thì chọn đáp án bằng 5, hết thời gian rồi. Cho 4 đường thẳng phân biệt M nó vuông góc với N, M thì vuông góc với N, N lại vuông góc với Q, Q lại vuông góc với P. Mấy bài này mà sai lãng xẹt ha. M vuông góc N rồi nè, N vuông góc Q rồi nè, Q thì vuông góc với Q thì vuông góc với P rồi nè. Kết luận nào sai? N song song với P là đúng nha. M vuông góc Q, M vuông góc Q là sai. M song song Q, đây là sai nè. Vẽ hình ra các em sẽ thấy nha. Ở đây thầy không giảng nhiều, chọn luôn. Cho góc XY có số đo bằng 80 độ, kẻ tia phân giác OT, trên tia OT lấy điểm A, từ A kẻ AH vuông góc OY, kẻ AK vuông góc OX. Số đo góc H AK, AK sẽ là 120 độ kìa. Đây thầy hướng dẫn nhanh cũng dễ hiểu thôi. Thầy sẽ dùng phần mềm hình học thì là vẽ nha. Đây. Trở lại cái đề đó. Rồi, góc XOY 80 độ có tia phân giác này. Rồi lấy một điểm nằm trên này, từ đó kẻ vuông góc xuống, từ đó kẻ vuông góc lên. Rồi giờ thầy đặt tên ha.
Ta game A H K X Y A nè à, xin lỗi A đây chứ O X O Y X nè Oi A nằm trên trên cái tia này. T là tia phân giác. Kẻ tia phân giác OT. Rồi đây là AH vuông góc với OI. AK vuông góc với lại OX. Giờ OT là tia phân giác, vậy mỗi góc con nó sẽ bằng 40. 40 ha. Đây các em, đây 40 nè. Đây 40. Thì theo định lý tổng ba góc á thì tam giác HOA thì đây bằng 90 độ rồi. Đây bằng 40 rồi, vậy cái góc còn lại sẽ bằng 50. Đây 50 nè. Rồi góc dưới cũng là 50 luôn. 50 50. Vậy cộng lại là bằng 100. Không, 100. Đây kìa. A A 2 phần B 3 phần C 4 phần. Người ta sắp xếp lại ha. A 2 phần à, bài này có chuẩn bị lừa các em. Bài này dễ bị lừa lắm á. Đây. Đừng có ẩu à, thầy làm cho nha. Thế mà làm ẩu ẩu là chết á. A trên 2 A trên 2 bằng B trên 3 bằng C trên 4. Giờ giả sử không biết bao nhiêu hết thì đặt bằng bằng x đi. Từ đây kim suy ra A là bằng 2x, B là bằng 3x và C là bằng 4x. À. Bây giờ C chia A chia B, C chia cho A rồi chia cho B thì sẽ bằng C chia A chia B thì bằng 4x chia cho 2x. Chia cho 3x. Nha. C là 4x, A là 2x, giờ B là 3x. Vậy là 4, 2, 3. Vậy cái đầu tiên luôn. C đi với số 4, còn A đi với số 2, còn B đi với số 3 ha. Bài này 5 chia x là đang nằm ở số hạng trong. Số hạng trong, muốn tìm số hạng trong ta lấy hai số hạng ngoài nhân nhau 3/7 nhân 5/4 rồi chia cho số hạng trong còn lại, tức là chia cho -3 trên 2. Từ đây các em sẽ suy ra 5 chia x bằng, dùng máy đi, 3/7 nhân 5/4 chia cho -3/2 thì nó bằng -5/14 nha. -5/14. Từ đây suy ra x sẽ bằng 5 chia cho -5/14. Chia đi các. 5 chia -5/14 là bằng -14. -14. Đây các bạn nhé. Ở ngoài ồn quá, nhức đầu á. Rồi vẽ hình cho góc XOY có số đo bằng 180 độ, vậy là góc bẹt luôn rồi. Lấy OT nằm giữa hai tia OX và OY sao cho góc IOT bằng 70 độ.
Kẻ OMON là phân giác của hai góc XOT và IOT. Trên TOM, OM là của XOT, còn ON là của IOT ha. Trên TOM lấy M sao cho OM bằng 2 cm. Từ M kẻ MZ song song ON, MZ song song ON, MZ song song ON, cắt XA, cắt XA tại A, số đo góc MAO, MAO 35 độ, 35 độ, nó sẽ là góc đồng vị đó. Các em vẽ hình ra, bây giờ hết thời gian rồi nè. Các em vẽ ra, các em sẽ thấy là MAO, các em nghe rõ nghe, MAO bằng góc NOI, lý do là đồng vị ha. Mà NOI thì bằng 35 độ ha. Câu này thì còn khá nhiều thời gian, cho nên thầy sẽ hướng dẫn các em. A trên B bằng C trên D. Thì các em suy ra là bây giờ A phải nhân với C các em ạ. Như vậy là AC trên BC. Thầy hướng dẫn nhanh, làm kiểu này cho nhanh. A trên B bằng C trên D bằng K đây ha. Thì lúc đó A sẽ bằng BK. Hồi thầy sẽ hướng dẫn lại bài này ở cuối giờ. C bằng DK ha. Rồi như vậy là A nhân C sẽ bằng B. AC cộng BD này sẽ bằng BD K bình cộng B nhân D. Vậy là bằng BD K bình cộng 1. Ở dưới là B bình cộng D bình. B bình cộng D bình. B bình cộng D bình. Không có thời gian giảng nữa rồi ha. Thôi ta chọn đáp án này. cuối bài thầy sẽ bổ sung cái cách giải của bài này ha. Đây sẽ có hai đáp án giống nhau thôi, cái này với cái này nữa. AB. Giờ hai đáp án này cũng thể đúng rồi đúng không? AB bình. D bình. Giờ là đáp án này rồi. Đáp án này kem. Cuối giờ thầy hướng dẫn cho ha. Chọn đáp án. Cuối cái clip này thầy sẽ giảng bài đó. Bây giờ thì copy bài đó vô trong trong file Word đó ha.
Hồi thầy sẽ hướng dẫn. Máy hơi chậm. Rồi, thầy pop vô đây. Cuối giờ thầy giảng bổ sung. Bây giờ giảng luôn chứ không thôi nữa. Không thôi nó bắt mình xuất ra ngoài nữa. Là mình thi lần thứ hai mất công. Ồn quá, ngoài kia ồn quá, nhức cái đầu quá. Rồi tiếp tục. A là 4,5 phần. B là bằng 7 phần. Như vậy, A trừ B. A trừ B sẽ bằng 4,5 D đi trừ cho 7 D. D hay X dựng được thì 4,5 phần trừ 7 phần thì bằng âm 5. 4,5 mà trừ 7 thì bằng âm 2,5. Âm 2,5 D bằng trừ 5 thì suy ra là D sẽ bằng 0,5. Đúng không? Đâu 2 chứ. Ồn quá đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình rồi. 5 chia 2,5 được 2 đúng không? Vậy tích AB. AB sẽ bằng 4,5D nhân cho 7D. Như vậy là bằng 4,5 x 7 là bằng 31,5 nhân cho D mũ 2, tức là bằng gì? 31,5 nhân cho 2 bình bằng 31,5 nhân cho 4. 31,5 x 4 126. 126 à. Đúng luôn các em. 126. Tiếp tục. Ba khối 6, 7, 8 học sinh giỏi là 2, 3, 4. Giờ gọi học sinh khối 6 là A em. Học sinh khối lớp 7 là B em. Học sinh khối lớp 8 là C em. Thì nó tỷ lệ với lại 2, 3, 4. Vậy A là bằng 2D. Cái này có trong cái bài mẫu trong khóa học V71 luôn các em nhé. Các em dở khóa học V71. Những em nào mà học khóa V71 rồi thì các em dở bài này ra coi luôn á. Còn đây tôi hướng dẫn cho những em mà không có học. C là bằng 4 phần. Đó. Tổng số học sinh giỏi là của ba, tổng số học sinh giỏi của cả ba lớp là bao nhiêu em? Biết rằng lớp 7 khối 7 nè ít hơn khối 8. Vậy là khối 8 trừ đi khối 7. Số học sinh lớp 7 ít hơn số học sinh giỏi của lớp 8 là 117. Ồ, không được. Số học sinh giỏi lớp 7 ít hơn số học sinh giỏi của khối 8 và khối 6. Vậy các em phải cộng khối 6 và khối 8 lại. Khối 6 cộng khối 8 thì hơn khối 7 117 em. Khối 6 cộng khối 8 trừ đi khối 7 thì bằng 117. Tức là A cộng C trừ đi B bằng 117. Trời ơi, nhức cái đầu quá trời. Rồi A là 2D ha. A là 2 phần, B là 3 phần, C là 4 phần. A là 2 phần, C là 4 phần, trừ cho B tức là trừ cho 3 phần bằng 117. Từ đây các em suy ra là 2D cộng 4D là 6D, 6D trừ 3D là bằng 3D, 3D bằng 117. Từ đây suy ra D sẽ bằng 117 chia 3. 39 nha.
39 em. Người ta bắt tính tổng số học sinh giỏi của 3 lớp luôn. Thì các em lấy A cộng B cộng C, tức là 2 phần cộng 3 phần cộng 4 phần là bằng 9 phần. Đúng không? 9 phần tức là 9 nhân cho 39. 9 x 39 là 9 x 39 thì bằng 351. Vậy nha. 351 em. Trả lời luôn, sai thì thôi. Nhưng mà sao mà sai được? Các em làm như trên lớp cũng được các em nhé. Còn ở đây thầy làm theo kiểu vi lông bích ha. Trên lớp thì các em làm bài đó cũng dễ e cơ mà. Cũng làm hoài, không có gì để nói. Tiếp tục. Giờ vẽ hình bài này là cho góc XO BAX BAX bên A này. X bảy mươi độ từ B kẻ đường thẳng song song với BAX. Vậy từ B thì kẻ song song rồi, song song từ B kẻ đường thẳng song song với AX rồi đó. Vẽ BC vuông góc với lại BC vuông góc AX. Rồi à, góc BS đồng bằng 70 độ. Thầy chưa ghi ha. Đây 70 độ này. Như vậy góc ACB, ACB thì bằng 90 độ. Định lừa mình à. Đọc lại đề. Cho góc BAX bằng 70 độ từ B kẻ đường thẳng song song với AX. Rồi kẻ BC vuông góc với AB. Dạ thầy vẽ hình sau rồi. BC phải vuông góc với AB kìa. Đây, BC đây. BC vuông góc với AB nhá. Đây, hai này vuông góc nè. Lúc đó số đo góc ACB sẽ bằng 90 trừ 70 độ. Đây 90 rồi. Đây 70, vậy đây 20 ha. 20. Rồi bài này trong khóa học V71 thầy cũng đã hướng dẫn rất kỹ, thấy không? Bây giờ thầy nhắc lại. Giờ ta có 2x cộng 3 tất cả mũ 2 là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0, chứ không bao giờ âm được. Giá trị tuyệt đối của y cũng luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0, chứ không bao giờ âm được. À, cộng lại bằng 1 à. Cộng lại bằng 1. Như vậy thì mình làm kiểu này. Bài này khó các em. 2x trừ 3 tất cả mũ 2 sẽ phải bằng 1 trừ cho giá trị tuyệt đối của y. Không? Từ đây suy ra là 2x trừ 3 sẽ bằng căn của 1 trừ đi giá trị tuyệt đối của y.
từ đây suy ra 2x sẽ bằng cái này, bằng cái số này cộng cho 3, cộng cho 3. Và từ đây suy ra là x sẽ bằng cái số này chia đôi. Đó. Hay là giờ thầy giảng dạy thì dễ hiểu này, giảng dạy các em hơi không khó hiểu. Từ đề bài suy ra 1 trừ đi giá trị tuyệt đối của y á, thì bằng bằng cái bình phương 2x trừ 3 tất cả bình, đúng không? Như vậy suy ra 1 trừ giá trị tuyệt đối của y sẽ phải lớn hơn bằng 0. Tại sao vậy? Tại vì 2x trừ 3 tất cả mũ 2 là lớn hơn bằng 0 mà. Mà 1 trừ giá trị đối y lại bằng cái bên này, thì bên này không âm rồi thì bên này cũng phải lớn hơn bằng 0. Một phép trừ, một phép trừ mà kết quả lớn hơn bằng 0 thì suy ra số bị trừ phải lớn hơn số trừ, hay là số trừ sẽ nhỏ hơn hoặc bằng số bị trừ. Rồi, giờ các em coi có những số nguyên nào mà kết quả tính giá trị tuyệt đối á, nó ra nhỏ hơn bằng 1. Y bằng trừ 1, 0 và 1 thôi. Chỉ có 3 số này là giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 1 thôi. Chứ các em qua số 2 nghĩa là lớn hơn liền. Trừ 2 cũng vậy, lớn hơn liền. Đúng không? Rồi, 2x. Nếu y mà bằng trừ 1 đi. Nếu y mà bằng trừ 1 đi. Thì các em suy ra là 2x trừ 3 tất cả mũ 2 là sẽ bằng 1 trừ cho giá trị đối của y nè. Một trừ giá trị đối y ha. Tức là một trừ giá trị tuyệt đối của trừ trừ 1 và sẽ bằng 0. Từ đây suy ra là 2x trừ 3 bằng 0. Và như vậy là các em sẽ suy ra là x của chúng ta là bằng 3/2. Bỏ. Vì sao? Vì không phải là số nguyên. Người ta đòi x y là số nguyên mà. Vậy bỏ đi. Và trường hợp tiếp theo là y bằng 1. Cũng vậy các em. Y bằng 1 thì cái này cũng y như vậy luôn. Bỏ. Vậy chỉ còn y bằng gì thôi? Y bằng 0. Y bằng 0 thì chỗ này sẽ bằng 1 trừ giá trị tuyệt đối của y. Ê, trên này trên này là 2x trừ 3 bình thì bằng 1 trừ giá trị đối với y. 1 trừ 0 thì bằng 1. Như vậy là 2x trừ 3 sẽ bằng cộng hoặc là trừ 1. Hai trường hợp lận á. Đúng không? Trường hợp thứ nhất 2x trừ 3 mà bằng 1 thì các em suy ra x sẽ bằng 1 cộng 3 là 4 chia đôi là 2, x sẽ bằng 2. Đúng không? Trường hợp thứ hai là 2x trừ 3 bằng trừ 1 thì các em suy ra x sẽ bằng trừ 3 qua là 3, trừ 1 là 2, bằng 1. X bằng 1. Như vậy người ta hỏi cái gì? Số, tìm hai số x y nguyên thỏa mãn công thức này. Vậy giờ mình có hai cặp đó. Đó, có hai cặp. Có hai cặp x y là 2 0 và 1 0. Y bằng 0, còn x bằng 2 hoặc là x bằng 1. 2 0 hoặc là 1 0. Em thử thế vô đi, hai cặp ha. Các em tu tới tu lui thì sẽ hiểu thầy giảng cái gì các em nhé. Ui sao đề vòng nãy khó dữ trời.
Vẽ hình nhanh mà nháp coi. Cho góc BS có số đo 50 độ từ A kẻ AT vuông góc BS, từ B kẻ đường thẳng D vuông góc BAB. Cắt AX tại C, từ C kẻ CN vuông góc BC. Sao mà lung tung vậy? Vuông góc BC. Cắt AT ở E, tính góc AEC. Góc AEC sẽ bằng 40 độ. Vậy tại sao là 40? Thì thầy sẽ vẽ hình cho các em dễ hiểu nè. Vẽ hình nha. Cho góc BAX. Ừ thì vẽ góc BAX. Đây các em, B A X từ A kẻ tia T vuông góc với lại vuông góc là AB. AX chứ nhỉ, rồi xong một góc vuông. Từ B kẻ đường thẳng D vuông góc AB. Vuông góc. Cắt AX ở C. Từ C kẻ CN vuông góc với BC. Thầy rút C vô đây nè. Kéo dài AT thêm xíu nó mới cắt được. Rồi từ C kẻ CN vuông góc. Đây là CN ha, AT cũng vuông góc với lại BC. Cắt AT ở E. Đây, AT ở E. Người ta bắt tính góc gì? Góc A, E, C là góc này. Bây giờ các em sẽ làm điền số liệu vô. 50 độ. Đây góc 50 độ nè. Nếu đó 50 độ thì góc bên này sẽ là 50 độ luôn. Các em nhìn đi, AB với lại CE là song song với nhau, bởi vì cùng vuông góc với lại BC. Cùng vuông góc với đường này thì phải song song. Hai đường đó song song thì hai góc so le trong này phải bằng nhau nè. Vậy trên này 50 độ thì dưới này cũng phải 50 độ. Rồi xét tam giác ACE vuông nè, để cho nè. Tam giác vuông mà đây 50 độ rồi thì góc E sẽ là lấy 90 trừ đi 50 là ra 40 độ các em nhé. Hiểu bài toán chưa? Rồi. Trả lời 40 luôn. Rồi thầy sẽ tiếp tục giảng cho các em cái bài cuối của cái vòng thi hồi nãy ha. Đó, vòng này toàn câu khó hay á. Các em nhớ vào trang web của thầy và đăng ký tham gia học các khóa học này đi, cấp tốc đi, để mình có kỹ thuật mình trụ cho tới cuối cái vòng thi cuối của năm luôn. Và thầy sẽ ra những khóa học mới nâng cấp lên nữa.
Và gần thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, thầy sẽ ra những khóa học mà trên đó các em có thể thi thử, trắc nghiệm y như các cái đề thi ở trên, trên vòng thi thực sự. Đề thi bám sát vào cái hệ thống đề của Bộ Giáo dục luôn. Các em nên tham gia nha. Bây giờ thầy sửa cái bài hồi nãy. Đây bài này. Bài này các em. Kỳ cục ấy. Rồi, giờ cái nào đúng, cái nào sai. Người ta cho gì? Cho A trên B bằng C trên D rồi. Giờ người ta hỏi cái nào đúng. Rồi, giờ thầy hướng dẫn nhanh luôn. Theo đề thì A trên B sẽ bằng C trên D. Không biết bằng bao nhiêu nhưng mà sẽ đặt bằng K đi. Đúng không? Từ đây các em suy ra A sẽ bằng B nhân K. Đồng thời C sẽ bằng D nhân K. Vậy thôi. Giờ khi đó các em nhìn cái này nè. Cái ở dưới nè. Cái nãy mình chọn đúng á, AB cộng CD đó. AB cộng CD trên B bình cộng D bình. Mình sẽ so sánh hai cái phe này. AB trừ CD trên B bình trừ cho D, D bình. Mình so hai cái này với nhau. Các em sẽ thấy tại sao nó bằng nhau thôi. A sẽ hóa thành BK. C sẽ hóa thành DK. Vì sao vậy? Vì trên này nè. Còn ở dưới thì giữ nguyên ha. Ở dưới cũng vậy. Ở dưới y chang luôn, đổi dấu cộng mình dấu trừ thôi. Rồi ở trên sẽ bằng gì? B nhân K nhân B là thành B bình nhân K được cộng cho D bình nhân K. Ở dưới để nguyên ha. Rồi giờ thầy dùng tính chất phân phối. Ở trên tử thì dùng tính chất phân phối. Nó sẽ bằng B mũ 2 cộng cho D mũ 2 tất cả nhân K. Rồi ở dưới là B mũ 2 cộng cho D mũ 2. Rồi rút gọn đi. BD bình, B bình cộng D bình rút gọn với dưới mẫu thì cuối cùng nó còn là K thôi. Cái này cũng vậy, y chang cái đổi dấu cộng dấu trừ. Vậy đó là lý do hai cái biểu thức này bằng nhau nè, bởi vì cùng bằng K ha. Hai này bằng nhau vì cùng bằng K, vậy ta chọn cái này là đúng rồi. Vậy các em nhé, tua tới tua lui. Còn ba cái này các em thử, các em thấy mỗi cái đi theo một hướng không có bằng nhau đâu. Nó không có cơ sở gì để kết luận hai vế này nó bằng nhau hết. Còn đây mình kết luận được hai vế bằng nhau một cách hợp lý. Hợp lý ha. Rồi các em nhớ tham gia khóa học của thầy nếu thích nha. Đừng có suy nghĩ gì nhiều ha. Thực ra là các thầy cô thực hiện cái web này cũng nhằm mục đích là lan tỏa kiến thức thôi. Để học phí thì cũng chẳng đáng là bao nhiêu. So với công sức các thầy cô bỏ ra thì nó không đáng học phí đó đâu ha. Rồi hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo. À xin lỗi, hẹn gặp lại các em ở cái nick thi thứ hai, nick thi thứ ba nữa. Thầy sẽ cố gắng giải ba nick luôn để cho các em có cơ hội gặp nhiều câu khó ha. Rồi tạm biệt, thầy nghỉ ngơi xíu đã.